2 bắt cháu mình chơi game. Trong cái game thứ 2 của Việt Thảo, mời con ra đây. Ok, đây là cái chiếc ghế. Và có vẽ vòng tròn bên ngoài. Khi mà mình đi vòng ở bên ngoài, thì ban nhạc sẽ chơi nhạc, khi nào ngừng là hai người vô giành cái ghế. Hồi xưa cái game này chơi đó là, trong này thí dụ như 10 người thì nó để 9 cái ghế thôi. Và khi vô người đủ 9 người, một người dư người đó bị loại. Xách một cái ghế ra cứ loại dần cho đến người cuối cùng. Bây giờ chỉ có hai bác cháu nha, giành coi ai giành được nha. Chơi một vòng hả? À, chơi hoài chừng nào hết giờ thôi. Ok, được không? Rồi, game thứ hai với Việt Thảo trong chương trình tonight của Việt Thảo. Yes, listen. Con thua đúng không? Rồi tiếp tục, một đếm ngang một bàn. Ủa sao vậy? Con có quyền ngồi à? Như này nè, con phải ngồi lên ghế. Dạ. Nha, trời mệt thắng. Con phải ngồi lên ghế thì mới thắng nha. Dạ. Rồi cái đó bỏ làm lại, em chưa biết, em chỉ vịnh tay, hay là muốn vịnh tay thôi. Lâm lại. Vịnh tay đi, vịnh tay nha, vịnh tay được đụng là thắng nha. Chơi dễ, rồi. Nghĩa là con chỉ cần đụng lên là thắng nha, rồi. Thắng nè, còn thua hai, rồi. Để ý nhạc nha con, rồi, tiếp tục. Mời tôi vô đây nè. Nè, thắng nữa nè. Ba bài nha, ráng nha con, ráng nha con. Chị đi mà con mắt. Ok, nha. Go ahead, one more tay. Ráng thắng.